Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kinh hoàng khoảnh khắc tòa nhà 5 tầng đổ sập xuống sông vì mưa lớn. Mưa lớn kéo dài kéo theo sạt lở đất khiến một tòa nhà 5 tầng ở huyện Jomba, Kwandong, khu vực tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đổ sập xuống sông và bị dòng nước lũ cuốn trôi hôm qua, trang tin Financial Express cho biết. Theo Financial Express, vụ sạt lở xảy ra ở huyện Jomba, Kwandong, khu vực tự trị Tây Tạng của Trung Quốc hồi cuối tuần qua. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Yuku ở đây dâng cao và làm xói mòn dần nền móng của tòa nhà 5 tầng ven sông. Đến hôm qua, tòa nhà 5 tầng này bất ngờ đổ sập xuống dòng sông đang chảy xiết. Tất cả những người sống trong tòa nhà này đã may mắn sơ tán trước đó. Vì vậy, hiện không có thông tin nào về thương vong sau vụ việc trên. Trong khi đó, một chiếc xe tải đậu gần bờ sông cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Giới chức địa phương cho biết mưa lớn ở vùng này kéo dài suốt gần một tháng qua đã phá hủy tổng cộng 24 cây cầu, làm hư hại khoảng 60 km đường cao tốc. Mưa lũ cũng khiến ít nhất 56 người thiệt mạng, 22 người mất tích ở 11 tỉnh và khu vực bị ảnh hưởng. 3 trận lụt trong 3 năm, làm thế nào để gạ đường sắt trên núi này vượt qua tầm kiểm soát lũ? Trong mùa lũ năm nay, lượng mưa ở nhiều nơi ở Đông Bắc Trung Quốc nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước tại tỉnh Cát Lâm do mùa lũ năm nay đã trải qua 6 đợt mưa lớn. Mực nước nhiều sông đã vượt mức cảnh báo, mực nước nhiều hồ vượt ngưỡng mùa lũ, gần đây xuất hiện mây đối lưu mạnh. Có một ga nhỏ trên núi Yongji Jilin, ga xe lửa Khâu Khoan. Ga này đã gặp lũ lụt 3 lần trong 3 năm qua khi mực nước lên cao nhất. Ga này ngập trong nước biển. Hiện tại, hơn 20 nhân viên của trạm đang đặc biệt quan tâm đến công tác chống lũ đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ. Làm thế nào để họ vượt qua cửa ải? Điều gì đã xảy ra trước đó? Sun Lie, một công nhân làm việc tại nhà ga ở lối vào Jilin Depot của Santi Railway cho biết, nhìn thấy nước đang dâng lên từng chút một, chỉ mất khoảng 4 giờ để lên đến điểm cao nhất 3,36m. Sun Lie, 41 tuổi, là một chỉ huy trực thăng tại ga Kwankhen. Lúc này đang là mùa lũ và anh phải đảm nhận một công việc tạm thời nhưng rất quan trọng, đó là thường xuyên kiểm đếm vật tư thiết bị phòng chống lũ. Ga xe lửa Kwankhen là ga hạng 3 trên tuyến Senji. Ngoài các tuyến tàu chở hàng, sẽ có các chuyến tàu khách thường xuyên chạy qua. Nhà ga nhỏ nằm giữa hai ngọn núi và cạnh một con sông. Vào cuối tháng 7 năm 2021, một trận lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Yongji, tỉnh Cát Lâm, lũ cuốn trôi tuyến đường sắt và cuốn trôi các phương tiện. Khi mực nước dâng cao nhất, phía trước cửa nhà ga là đại dương mênh mông, đầu máy diesel ngập sâu chưa đầy nửa mét, hai tài xế cầm ô trên nóc chờ cứu hộ. Vào thời điểm đó, Sun Lie và đồng nghiệp đã nhanh chóng tổ chức đưa hơn 30 hành khách đang chờ tàu lên tầng 2, vốn đã là tầng cao nhất của nhà ga, nhưng mực nước vẫn đang dâng cao khiến thông tin liên lạc bị nhấn chìm. Các tổ chức chuyển những du khách bị mắc kẹt lên các tầng cao hơn bên cạnh các đơn vị khác, nước chảy xiết chỉ còn 6 mét ngắn, Tôn Lôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc đó. Sun Lie cho biết đây là lối đi an toàn duy nhất, lúc đó nước đã nhấn chìm sợi cáp thép. Không còn nhìn thấy chân trên sợi cáp thép nữa nên tôi chỉ có thể chạm vào bóng tối. Lúc đó tôi rất sợ, sợ nước sẽ nhấn chìm mình. Và 7 năm sau, trận lụt là ập đến. Vừa qua, chỉ trong một tuần, quận Yongji đã phải hứng chịu hai trận lũ lụt. Lần đầu tiên mực nước sâu vượt quá cửa sổ ở tầng 1 của nhà ga và lần thứ hai mực nước sâu gần 1 mét. Sun Lie cho hay, lũ lụt năm nay cũng dâng rất nhanh. Chúng tôi có kinh nghiệm năm 2021, phân công lao động rất tốt, có người cầm theo máy tính, mainframe và thông tin rất quan trọng chạy lên tầng 2 cầm vé hành khách một cách trật tự. Lúc đó tôi chủ yếu phụ trách đài hiển thị ánh sáng cũng như đài liên lạc, thiết bị chiếu sáng, chuyển nước uống, thực phẩm và các vật liệu khác lên tầng 2. Vào thời điểm đó không có hành khách chờ đợi ở nhà ga và 7 hoặc 8 nhân viên đang làm nhiệm vụ cần phải sơ tán.
tất cả họ đều đã tham gia các cuộc diễn tập phòng chống lũ lụt do nhà ga tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua và đã nắm vững vị trí các lối thoát nạn và sử dụng các dụng cụ, phương pháp thoát nạn khác. Nhiều người sau lũ lụt đã học bơi. Điểm khác biệt hơn nữa là nhà ga nằm phía trên các thông tin và một thang ngang và dây an toàn được dựng lên. Từ cửa sổ này, hãy chạy từ thang này sang phía đối diện. Lúc đó, nước chảy xiết, các nhân viên đi qua trước đã giúp đỡ những nhân viên đi qua sau di chuyển đến nơi an toàn. Kể từ mùa lũ năm nay, lượng mưa lớn đã tăng lên đáng kể ở tỉnh Cát Lâm và huyện Yongji, cũng không phải là ngoại lệ. Trạm và Cục Thủy lợi địa phương đã thiết lập cơ chế cảnh báo và thông báo sớm, đồng thời xác định một số khu vực kiểm soát lũ chính và báo cáo mọi tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đồng thời, một số dự án kiểm soát lũ lụt tiếp tục được xây dựng cách ga không khoan, không xa. Săn Lê nói, chúng tôi đã xác định được 5 khu vực trọng yếu, địa hình ở đây là vùng trũng thấp và dễ bị tích nước. Điều đó được khẳng định qua video và kiểm tra thủ công. Nếu tình trạng tích nước nghiêm trọng, chúng tôi sẽ hạn chế tốc độ hoặc dừng tàu để đảm bảo tàu vận hành an toàn. Mưa lớn tiếp tục đổ bộ vào 4 quận ở thành phố Nam Bình, Bắc Phúc Kiến gây ngập lụt. Tân Hòa xã Phúc Châu vừa qua tin tức mới nhất từ chính quyền thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến cho thấy các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía Bắc Phúc Kiến tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn và 4 quận của thành phố Nam Bình, Quảng Châu, Changwu, Wishan và Sichuan bị ngập lụt. Hiện tình hình mưa vẫn chưa ổn định, mực nước các nơi tiếp tục dâng cao. Kể từ ngày hôm qua, 24 người chết và 28 người mất tích ở thành phố Nam Bình. Theo người có liên quan phụ trách chính quyền thành phố Nam Bình, trong trường hợp mưa lớn liên tục trong những ngày qua bắt đầu từ 20 giờ ngày hôm qua, thành phố Nam Bình hứng chịu một đợt mưa mới. Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay, lượng mưa trung bình ở thành phố Nam Bình là 84,1mm. Có 25 trạm thủy văn có lượng mưa vượt quá 200mm. Lượng mưa lớn nhất là 389mm ở thị trấn Chongren, huyện Quảng Tây, 299mm ở núi Uwi Changwan và 262mm ở Yangjiang Ao Tu. Lượng mưa lớn liên tục khiến mực nước ở Yangtze và Phuntunxi dâng cao và ngập lụt. Mực nước trên phố Kili ở Yanyu lên cao 102m, cao hơn mực nước đảm bảo 4m và mực nước ở Yanfeng, Nam Bình là 74m và cao hơn mực nước cảnh báo 8m. Các trận mưa bão và lũ lụt tập trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố Nam Bình và 10 quận huyện của thành phố bị ảnh hưởng hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, 89 thị trấn và làng mạc ở thành phố Nam Bình đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa với dân số 690.700 người, 4.518 ngôi nhà bị sập do thảm họa và 135.500 người phải di rời khẩn cấp. Các công trình đường bộ ở thành phố Nam Bình bị hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Hiện tại, giao thông đường cao tốc 405 ở Nam Bình đã bị gián đoạn do thảm họa, 107 đường sắt bị hư hại và khoảng 2.000 hành khách bị mắc kẹt ở Vũ Di Sơn. Điện, thông tin liên lạc ở thành phố Nam Bình đã bị gián đoạn một thời gian và một số thị trấn vẫn đang được sửa chữa khẩn cấp. Ye Changyu, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến đã dẫn đầu lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh như địa chính, giao thông, dân sự, quản lý truyền thông và văn phòng kiểm soát lũ lụt đến Nam Bình. Quân khu tỉnh Phúc Kiến và binh lính đóng tại Phúc Kiến hoàn toàn ủng hộ công tác cứu trợ thiên tai ở thành phố Nam Bình để chỉ đạo lực lượng cứu hộ trong công tác cứu trợ thiên tai. Các lực lượng tiếp viện tiếp theo cũng sẽ đến Gangye, Chaoyu, Yanu và những nơi khác. 4 quận ở phía Bắc Phúc Kiến bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn bị ngập lụt. Tân Hòa xã Phúc Châu kể từ ngày hôm qua, trời thường tiếp tục mưa ở các khu vực miền Trung, Bắc và Bắc tỉnh Phúc Kiến, bao gồm mưa to đến mưa to ở phía Bắc Nam Bình, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. 4 quận ở phía Bắc Phúc Kiến bị ngập lụt. Theo thống kê của Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh có 3 huyện có lượng mưa từ 50 đến 99,9mm, huyện Songxi có lượng mưa từ 100 đến 199,9mm và 147mm. Có 4 quận với 200mm đó là Wangshan 322mm, Luster 301mm, Pucheng 249mm và Yuanjiang 232mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, lũ lụt đã xảy ra ở thượng nguồn Phuntusi và Yangtze của sông Minjiang vượt quá mực nước đảm bảo. Có 4 quận là Yangwang, Chaogu, Wishan và Yongchan đã bị ngập trong nước.
Vào lúc 23 giờ 50 phút đêm qua, mực nước đỉnh lũ của trạm Futuchi Wangjiang đã vượt qua mức đảm bảo 2,22 m, cao hơn khoảng 1,18 m so với cao trình đỉnh kè. Mực nước đỉnh lũ của trạm Shangwu lúc 3 giờ 50 phút sáng nay là 193,5 m, vượt quá mức nước đảm bảo 1,2 m, cao hơn khoảng 0,48 m so với cao trình đỉnh kè. Nó xảy ra một lần trong khoảng 75 năm và đây là trận lũ lớn thứ hai trạm Yingyang đo được vào lúc 3 giờ 50 phút ngày hôm nay. Nó xảy ra một lần trong khoảng 30 năm và là trận lũ lớn nhất đo được. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, trong ngày hôm nay ở Nam Bình, Tam Minh, Long Nham và Ninh Đức ở Phúc Kiến sẽ có mưa to. Trong đó Nam Bình và Tam Minh sẽ có mưa to, có thể có mưa rào, vừa hoặc dông. Ở phía tây bắc của Phúc Châu và Tuyền Châu và một số nơi mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ lên tới 50-100mm, với các khu vực địa phương vượt quá 150mm. Kể từ đầu tuần, mưa to đến rất to liên tục xảy ra ở tỉnh Phúc Kiến. Tính đến 21 giờ ngày hôm qua, thống kê sơ bộ cho thấy mưa lũ đã gây ra 165 thành phố Nam Bình, Tam Minh, Long Nham, Trương Châu, Tuyền Châu, Ninh Đức, Phúc Châu và Phủ Điền, 60 quận huyện, 639 thị trấn và 165.230.000 người bị ảnh hưởng, 322.600 người phải di dời khẩn cấp, 37.600 ngôi nhà bị sập, 19 người chết và 28 người mất tích, 118.300 ha hoa màu bị thiệt hại. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.